Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ta có thể chiến đấu mà chết, nhưng không thể bỏ rơi huynh đệ được. Tam gia, trong nhà chỉ có một nam, ra phía sau hết. Lấy trận truy hình yểm hộ cho Tiết gia huynh đệ rút lui. Huynh đệ chiến đấu mà chết, đại đường gia sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của các người. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ có mì, bánh màn thầu để ăn, mỗi năm còn đốt giấy cho các người. Nếu như vứt bỏ bọn họ bỏ chạy, chúng ta còn có mặt mũi nào mà đi gặp đại đương gia? Các huynh đệ của phi tự quân, nghe hiệu lệnh của ta. Đừng nói là phi gia không cho các người cơ hội để giết kẻ địch. Đứng trước hàng vạn quân địch, các vị có thể phá được hay không? Thuộc hạ tuân lệnh. Vạn quân có thể phá, tốt, vào trận tại chỗ chuẩn bị nghênh chiến. Vì huynh đệ của Tiết gia trải ra một đường. Huynh đệ trung nghĩa chó rắm gì chứ? Cần những thứ này để làm gì? Chỉ cần có tiền quyền và binh mới là căn bản đứng vững ở loạn thế này. Tiểu tử, ngươi cũng được xem là cao thủ hạng nhất. Nếu như bây giờ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vừa mới bắt đầu còn cho rằng tên tiểu tử này võ nghệ cũng tầm thường, nhưng dần dần phát hiện ra, hắn lại có chiều hướng càng lúc càng mạnh. Bây giờ đã ngang bằng với mình, nếu tiếp tục đánh, không phải sẽ thắng mình hay sao? Chim ưng đọ sức ở trên trời cao, cá lớn thì bơi dưới biển. Những tên mặc khôi giáp như các người, người cầm đao dài, còn không bằng một lão già hiểu được lễ nghĩa hiệp nghĩa. Người như ta chỉ kính phục anh hùng thật sự, không quan tâm đến loại sâu mọt như các người. Hơn nữa trại Cáp Mô có thể thắng ngươi, không có 1.000 người cũng có 800. Bây giờ ta sẽ đến đối phó với ngươi. Khẩu khí lớn thật, nếu như không phải là trên người của ngươi có bản lĩnh, ta sớm đã lấy cái mạng của ngươi rồi, rồi đuổi cùng giết tận Tiết gia. Nhưng mà dũng khí của ngươi khiến người khác phải tán thưởng. Báo tên lên đi. Trong lòng hào khí vạn phần, phá vỡ bình cảnh lâu dài, giống như nước băng lần đầu tan chảy, nước của sông lớn cuồn cuộn. Ta là Yến Nhân, Trương Dực Đức, ai dám chiến đấu cùng ta? Hàng vạn bộ binh bị vây nhốt, móng ngựa ầm ầm cuốn cát bụi đầy bầu trời, hình như cuốn sạch sông nước ở trong thiên hạ. Nhanh, đừng quản xe lương thực nữa, lên ngựa hết cho ta, vứt bỏ hết gánh nặng. Ngoại trừ 5.000 kỵ binh của Trung Vĩ Hổ ra, phía sau còn có 1.000 kim đao binh. Một khi quan tâm sụp đổ, kẻ địch sẽ ào đến giống như là nước lũ. Mà Tam gia là tuyến thứ nhất chống lại nước lũ, Tam gia phải tiếp tục sống, sống lên, giết. Giết. Hãy giết cùng ta, chặn bọn họ lại. Nguyện vì đại nghĩa, nghĩa hiệp của thiên hạ mà liều mạng. Đáng ghét, ở trên khí thế cũng đã thua bọn họ rồi. Chúng ta nhiều người còn sợ hắn hay sao? Cái mạng này của ta sớm đã giao lại cho ông trời rồi. Đừng loạn, chủ quân tiếp tục tiến lên phía trước. Trung Vĩ Hổ nhớ lại năm đó khi còn là thiếu niên nhiệt huyết,
sau đó tâm sinh kính phục. Đế quốc đã vong, thân ở loạn thế. Không ác thì sao có thể xưng bá, không gian xảo thì sao có thể xưng hùng. Vứt bỏ Tiết gia, lui binh mới là lựa chọn tốt nhất. Thế đạo này lại có người trung nghĩa như vậy, không quan tâm tới tính mạng đi sau cùng. Ngu xuẩn, cũng giỏi giang. Tên tiểu tử này vứt bỏ tất cả, chuyên tâm đến võ đạo, hắn càng lúc càng mạnh rồi. Nếu còn tiếp tục đánh, Trung Vĩ Hổ ta e rằng sẽ chết trên tay của tiểu tử này. Tiểu quỷ này giao lại cho ngươi rồi. Đội 2 đi theo ta. 500 kỵ binh đột phá từ cánh bên. Cho dù như thế nào, hôm nay cũng phải giết được đám nghịch tặc của Tiết gia. Nhanh lên, đừng để lạc đội. Rồi từ nơi này đến thành Sóc Phường cứ đi thẳng, không được đi vòng. Vâng. Ngựa chở theo 2-3 người tốc độ chậm hơn rất nhiều. Còn có 10 dặm đường, nếu như không đợi được chi viện của thành Sóc Phương đến thì nguy to rồi. Báo cáo, quân địch lại giết qua đây nữa rồi. Đuổi theo, mau đuổi theo. Giết giết giết. Giết sạch bọn chúng cho ta. Tiểu huynh đệ, ngươi mau chạy trốn đi, nếu so với một lão già như ta, người trả như các ngươi cũng có nhiều tương lai hơn. Ta chết cũng không đáng, vứt bỏ ta lại cho xong. Vứt ta, bọn họ cũng không đuổi kịp nữa. Tha cho không thể nào nghe theo mệnh lệnh, tính mạng của người và ta không phân cao quý đê hèn. Khác biệt của người bảo vệ và người bị bảo vệ đều là dư thừa. Tam gia vì chúng ta mà đoạn hậu, sao ta có thể vứt bỏ già trẻ một mình chạy trốn được? Ta đã đưa ra dự định xuất nhất. Nếu như chúng ta bị đuổi kịp, thì sẽ đến lượt chúng ta đi sau cùng cho người. Còn mời người của Tiết gia thúc ngựa rút lui. Toàn quân tăng tốc tiến lên phía trước. Không hay, tướng quân, phía trước lại có thêm một nhánh kỵ binh, là quân quý viện của trại Cáp Mô. Chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn số lượng, ít nhất cũng phải hơn 1.000 người. Sợ cái gì, các tướng sĩ giết theo ta. Thôi xong, gặp quan Vũ rồi.